Vâng, em xin chào quý vị và các bạn nhé. Thì theo nguyện vọng của rất nhiều đông đảo của anh em chơi audio thì vừa rồi em cũng có vừa lên một con đài xong nhưng mà anh khách thì đã chốt rồi, thì tiếp tục em lại lên một con nữa nhá. Lên một con nữa thì con này thì nó chất hơn nhiều nhá. Đấy, đấy này, các thứ này đấy, nó rất là phê. Nói chung là về tổng thể con này thì khá là ok luôn nhá. Chưa lau chùi dọn dẹp gì mà đã rất là đẹp nhá. Đấy, cần anten các thứ đầy đủ nhá. Đây đĩa đây quý vị ạ, đây nhá. Đấy, đĩa đây. Đấy, đây em dùng các cái đĩa ghi nhá, quý vị nhìn đây. Tốt nhất quý vị về nhà quý vị mua các đĩa xịn cho em, bởi vì những cái đài này nó không đọc được giống như các cái dòng kiểu giống như các cái đầu đĩa chuyên nghiệp nhá. Cho nên là em thử ở đây, cho nên em thử ở đây em dùng cái đĩa rất tồi này, và em cũng nói luôn là em không bảo hành các cái dòng mắt này đâu nhá. Cho nên là em test đây về nhà còn nó có đọc được hay không về thì là em cũng không bảo hành cho quý vị nhá. Ở đây em chỉ test cái đài này lên thôi, test test cái đĩa và em sẽ test MD xem chức năng nào nó còn chạy không thôi nhá. Đấy, bây giờ em sẽ bắt đầu cho nó chạy. Vâng, lát nữa là đấy. Ok, nhận bài rồi và em sẽ cho nó chạy xem nào. Tiếng con này rất là phê nhá. Vâng, tiếng rất phê. Nói chung là giá con này em để sẽ rất là rẻ, cho nên là quý vị an tâm nhá, với mức giá rất rẻ. Chỉ hơn giá của về quý vị, tức là hơn giá mà của cái mắt CD này một tí thôi nhá. Thay mắt CD của nó cỡ khoảng tầm bây giờ khoảng tầm 450 một cái mắt CD này, thì giá của nó sẽ hơn đấy một chút xíu nữa thôi nhá. Và nó không đáng. Ok nhá, em xin được dừng tại đây để em test một số cái khác nhá. Nên là về CD nhá. Bây giờ em sẽ cho cái đĩa MD vào nhá. Ok. Vào đây MD nhá. Đấy. Ok. Đã đọc rồi ạ. Vâng. Vâng, thiết kế con này nhìn phải nói là rất chất và rất bổ mắt nhá. Mà nó để nhỏ nể nhìn nó sẽ đẹp hơn cái con trước rất nhiều. Vâng. Cỡ khoảng tầm 42 nhá, cỡ khoảng tầm con này cỡ khoảng 42 bằng với cái âm ly luôn. Đấy, nó bằng với cái cỡ của âm ly dưới này của em luôn nhá. Đấy. Rồi, ok nhá. Rồi, ok. Đấy, MD xong nhá. Bây giờ em sẽ thử đến cái chức năng của radio nhá. Đấy, đây. Đấy, 90 này em dò xem là của nó lên tới bao nhiêu này. À, 91, 92 rồi, tức là con này 108 luôn nhá. Vâng. Con này là của nó là 108 luôn. Đấy, 108 quý vị nhá. Đấy. Đấy, 108 luôn. Tha hồ thoải mái quý vị có thể nhảy múa ăn chơi luôn. Rồi, xuống nhanh, chạy nhanh như tên lửa luôn. Ok, em sẽ thử một cái chức năng nữa là chức năng mobile in nhé. Chức năng mobile in, em sẽ cắm điện thoại vào nhé. Em cắm dây vào rồi và kết nối với điện thoại đây rồi nhé. Bây giờ em sẽ trở lại mùa hè với tiếng hát của chuyển hình ảnh sang được đây, các có hệ từ mobile này. Đấy, rồi ok. Đấy, lại theo tiêu chuẩn đèn nhánh, đèn nháy rất đẹp nhá. Ôi, chiều nay sao nhớ quá giấc mơ tình yêu chưa tròn.
những chuyện không có em. Phố buồn nằm im bóng, ai chờ ai đây mà bâng khuâng nhọt lấy chiếc lau. Tiếc thôi phân xanh tựa chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hơn. Và cái kích thước con này nó cũng sâu hơn nhá, sâu hơn con trước và nó to hơn con trước một chút xíu nhá. Và kể cả loa cũng thế, chất âm nó hay hơn nhá. Vâng, hay hơn nhiều. Và tất nhiên giá nó cũng sẽ cao hơn rồi. Vâng, giá ăn trước nó rơi khoảng 600 nhá. Vâng, giá ăn trước 600 thì giá con này nó sẽ cao hơn khoảng tầm 100 mấy nhá. Vâng, con này là nếu mà thực chất ra là nếu mà bán theo kiểu như này nhá thì giá nó sẽ rất là cao. Vâng, nếu mà bán ngày thì nó tương đương với một cái bộ dàn. Vâng, những cái bộ dàn nhỏ tầm 1 triệu thì chắc không ăn được với nó rồi. Những cái con này thấp nhất là bán là 950. Vâng, 950 hoặc 909. Tuy nhiên em bán con này rẻ cho quý vị nhá. Con này em bán là 790.000 nhá. Vâng, 790.000 cho con này nhá. Vâng, đấy. Giá thì quá là rẻ, ok rồi. Em test các chức năng nó đã hoạt động quá hoàn hảo rồi nhá. 790.000 con này. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Con đài này thì nó có led đặc biệt, nó khác với cả cái bộ dàn quý vị nhé. Ví dụ một bộ dàn quý vị không thể cầm sách đi nhảy được, bởi vì một bộ dàn của nó nhé, nó gồm có hai cái loa hai bên, vâng, hai loa hai bên, và khi mình sách mình phải ôm cả một bộ dàn, nó rất là lích kích, rồi phải đấu phải nắp. Nhưng con này là tổng thể cả một cái này luôn nhé. Đấy, nó rất là hay. Vác đi vác lại nó cũng dễ. Và cái này quý vị lưu ý là điện 100V nhá. Điện 100V cho dòng này nhá. Và đấy, kết nối mobile các thứ đầy đủ hoàn chỉnh mà giá lại rất là rẻ. Ok, con này quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.